Ok anh. Hello anh em, đây là một chiếc nút bạc phần nguyên tem mát, vừa về xong nóng hổi. Mình đã làm YouTube từ 2015 nhưng mà lần đầu tiên mới được nhận nút bạc. Sau 8 năm làm YouTube thì đã có thành quả. Rồi là mình sẽ bóc nút bạc để cho anh em xem nhá. Bạc này gửi trong bao lâu về nhỉ? 2 tuần. 2 tuần. Trở lại mòn mỏi 2 tuần. Bây giờ người ta toàn nhận nút kim cương, bởi mình nay mới nhận nút bạc. Hồi hộp quá anh ạ. Đây anh em để xem tem mác này qua cửa khẩu hải quan. Thông quan người ta phải gọi, người ta check in trước khi mình nhận được nút bạc. Người ta phải gọi check in tên tuổi xem qua cửa hải quan nó đúng hàng gửi về tay mình không. Lần đầu bóc bạc mà tay run đấy nhỉ, mà hơi hồi hộp. Bắt đầu được sờ nút bạc. Đây là một thư chúc mừng anh em ạ. Úi giời, đây là nút bạc anh em. Đấy, Lê Quang Hữu luôn, uy tín quá. Đấy, người đây, còn đây một lá thư kèm theo nữa đây. Lót như là chống sóc, chống ẩm thế này nữa, bạc mà phải chống ẩm này. Được, sờ thích phết anh em ạ. Đây nút bạc lần đầu tiên được của mình sờ phải nút bạc sau 8 năm làm YouTube. Đây là thành quả sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng của mình, cuối cùng cũng nhận được nút bạc. Thì khi em cố gắng anh em sẽ ủng hộ để mình đạt được nút vàng, nút kim cương nhá. Đấy, anh em cầm thử xem. Đấy, mình phải cố gắng rất nhiều. Sau những phải đầu tư thứ như thế này mới nhận được nút bạc anh em ạ. Đây là những anh em mà hỗ trợ mình có nút bạc này, vất vả lắm anh em ạ. Đấy, cả một ekip quay dựng người sau 8 năm trời mới có nút bạc. Bọn mình rất là tâm huyết và đam mê anh em. Thôi xin chào tạm biệt anh em và hẹn anh em ở những video tiếp theo.